Năm 13 tuổi, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, khi đó là công chúa nước Anh, đã phải lòng hoàng tử Philip, khi đó 18 tuổi, trong một lần gặp mặt. Khi ấy, bà và cha mẹ là vua George đệ lục và nữ hoàng Elizabeth tới thăm trường cao đẳng hải quân hoàng gia ở Dartmouth năm 1939. Hoàng tử Philip khi đó được tháp tùng hai công chúa Elizabeth và Margaret trong chuyến thăm này, và họ đã phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Năm 1947, ông kết hôn với công chúa Elizabeth tại tu viện Westminster và được ban tước hiệu công tước xứ Edinburgh, bá tước vùng Merionethshire và nam tước Greenwich vùng Greenwich. Để kết hôn với công chúa Elizabeth, hoàng tử Philip đã từ bỏ tước hiệu và quốc tịch Hy Lạp và tôn giáo của mình, trở thành công dân Anh mang họ Mountbatten. Hai ngày sau đám cưới, hoàng thân Philip quyết định từ bỏ thuốc lá ngay lập tức vì biết vợ mình từng đau khổ rất nhiều do vua cha nghiện thuốc. Một hầu cận của ông đã kể lại rằng công chúa không cần thay đổi gì, còn Philip, mọi thứ của ông đều thay đổi. Một ngày đau buồn đối với hoàng gia Anh và đất nước, nhưng hơn cả là một ngày đau buồn đối với nữ hoàng. Ông ấy đã luôn ở đó để ủng hộ nữ hoàng, và đó là điều phi thường nhất trong cuộc đời của ông. Kể từ khi họ kết hôn, ông ấy đã luôn lùi lại một bước. Trong suốt 74 năm qua, hoàng tế không chỉ là một người chồng, ông ấy giống như cận vệ, luôn bảo vệ cho nữ hoàng vậy. Sau 74 năm chung sống, hoàng thân Philip và nữ hoàng có 4 người con, thái tử Charles, công chúa Annie, hoàng tử Andrew và Edward, 8 người cháu và 10 chắt. Tôi tin là nếu còn sống, cha tôi vẫn sẽ ủng hộ mọi quyết định của mẹ. Đó là tình yêu phi thường mà cha tôi đã làm cả cuộc đời ông. Cách đây 74 năm, những tiếng chuông ở tu viện Westminster đã rung lên để bắt đầu một mối tình cổ tích ở Vương quốc Anh. Ngày hôm qua, 99 hồi chuông đã thay lời tiễn biệt, lời chào và cảm ơn ông vì tình yêu trọn đời ông đã dành cho người vợ thân yêu.